Chị thấy con bé vẻ đẹp, nhìn thích lắm, nhưng rồi cũng gom cắt chứ biết phải làm gì giờ. Con chị nó vẽ nhiều lắm nhưng chị không có để ý, chị chỉ gom lại cất hết vô tủ. Bé nhà tôi nó vẽ thì rất là nhiều, rồi tôi cũng dán lên tường vậy thôi à.